Vitamin B Omega Junior hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Theo nhiều nghiên cứu, cứ 5 trẻ lại có một trẻ bị chậm phát triển hơn so với các bạn đồng trang lứa. Phần lớn trong số đó có biểu hiện chậm nói, nếu không can thiệp kịp thời sẽ ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển của trẻ. Mà cháu chị bị sao? 18 tháng tuổi mà nó chưa nói được, nó không biết tương tác với ai. Ủa vậy hả? Tôi thấy mấy đứa trẻ mà cùng tuổi cháu của bà nó hoạt bát lắm, nói chuyện bi bô dễ thương lắm mà. Chậm nói nghe là bà cẩn thận mà coi chừng có nguy cơ là bị tự kỷ nè, tăng động. Vậy bây giờ có cách nào giúp không mẹ? Vậy dấu hiệu nào cho thấy trẻ bị chậm nói? Làm cách nào để cải thiện tình trạng này? Hãy cùng lắng nghe tư vấn của các chuyên gia hàng đầu để điều trị kịp thời. Đó là lúc đầu chỉ chậm nói đơn thuần thôi. Sau đó rồi cha mẹ không có quan tâm, cứ để em bé một mình như vậy, em bé sẽ bị cô lập và trở thành một đứa nhỏ bị tự kỷ. Đón xem chương trình Bác sĩ gia đình với chủ đề con bị chậm nói, làm cách nào để cải thiện? Phát sóng lúc 12:50 Chủ nhật ngày 9 tháng 5 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.